Hai chào cả nhà mình ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà mình cái cách mà để khắc phục con chim mình nó bị ngoáy nè, ngước nè, lộn nè, sàn cầu nè. Đó, thì bốn cái này thì mình sẽ chia sẻ anh em vô chỉ có một cách thôi. Mình làm như thế nào? Thì trước khi mà vào á thì mình cũng chia sẻ với cả nhà mình luôn. Tại vì có nhiều anh em á thì mình cũng chia sẻ mà thì anh em á lại làm khoảng 1-2 ngày, 3-4 ngày, 4-5 ngày. Có anh thì làm từng hai tuần đó, thì tôi làm xong một tuần rồi mà con chim nó vẫn không hết được. Thì giả sử mà nói cái nhà mình á, cái này không phải là cách mà để là làm đưa vô cái là nó được liền. Nếu mà được liền như vậy thì người ta đâu có thể nào mà nói là này kia nọ rồi chim nó xin lỗi này kia, đâu có ai nói vậy đâu đúng không? Thì tất nhiên á là mình có khoảng thời gian mình gắn liền với nó, phải có người giao lâu mình chăm rồi mình phải cố gắng mình kiên trì theo cả nhà. Chứ mới có mấy ngày cái anh em lấy ra nó ủa sao kỳ, nó còn yên vậy, nó không hết. Cái đó là do mình thôi cả nhà, nó hết hay không là do khoảng thời gian chơi. Với lại một cái mấy cái lỗi đó là do mình tự đặt ra thôi, chứ thật sự mà nói nếu mà ở ngoài tự nhiên cái nhà thợ thấy nó ăn ở chổng đậu đất hay này kia nọ rất là nhiều. Rồi đối với những con chim ví dụ như là con quýt cô nè, con khanh tước này, thường thì mấy con đó nó sẽ lộn ăn, nó sẽ chổng đậu đất này kia nó lộn, thì cái đó là bình thường. Rồi khi mà nó gắn vô con khú thì em nói nó lội lộn, gắn vô con lửa anh cũng nó lộn, gắn vô con hang cũng nó lội lộn, nhưng mà vô cái đúng dòng chim đó lại không được, lại ok. Còn ví dụ như là cái lỗi sàn cầu mà chuyển qua chiếc chè lửa thì nó là đập chạy cầu, còn qua con khú con mi thì nó là sàn cầu, hoặc là có những con ấy nhảy cà tưng nhảy dây khung á, lại anh em nói lại không được. Nhưng mà đối với con lửa thì đó là gọi là nhảy cầu, thì cái đó là cái nét đẹp của con chim. Thì cái mà mình chuyển qua áp đặt với nhau thôi đó nha. Còn thế nhưng mình khắc phục nó thì mình sẽ khắc phục từ từ thôi, chứ còn mà để nhanh thì không có nào được ha. Ok, thì trước mặt mình cả nhà có thể thấy là đây là một con thú da bò mung. Cái con này á thì sợ mình nói mình cũng chia sẻ với cả nhà luôn. Rất là nhiều anh em lấy cái video con này đăng bán. Và cái hình video nó lại không có giống với con này. Cái điện thoại kêu của mình đâu rồi? Chắc mình sẽ chèn cái hình vô ha, và cái giá nói chung anh em nào mà xem Zalo mình chắc chắn là anh em sẽ thấy được cái hình con đó, họ đang đáng bán 1.7 triệu. Thì nói chung á anh em đừng có nghĩ tới cái việc con chim nó đáng giá như vậy. Và cũng có một bạn mua cái hình đó và gửi vào là một con khú khú đất đó, thì mình cũng sẽ chèn cái hình đó trên đây cho cả nhà xem nó như thế nào. Mua chim thì cả nhà mình chịu khó là gọi video xem ok thì được, còn không thì thôi. Và đặc biệt một cái như thế này nè, mình dặn luôn là khi anh em mua chim mà nhận tiền thanh toán nhà xe thì khoảng đâu đó khoảng 90% là anh em bị dính rồi đó. Hoặc là anh em cọc khoảng chừng 200-300 ngàn rồi sau đó họ vẫn còn liên lạc với anh em á. Thì đối với những anh em uy tín thì mình không nói gì, đối với những người lừa đảo ví dụ như là những cái kênh hiện tại bây giờ là mình thấy nó bị nhiều lắm, mà ai mà gắn tên Thọ vô nè, như chim cảnh Phú Thọ nè, rồi Đức Thọ nè, Trí Thọ gì mình thấy quá trời luôn á, là toàn mấy tên nó toàn lừa đảo không, mà không biết sao ông nói tên Thọ là sao mà cứ gắn tên nó hoài. Rồi mình cứ mà chim cảnh Phú Thọ thì thôi anh em nên né ra ha. Thì có nhiều cái trên ở trên TikTok họ like họ bán cũng vậy luôn, thì dạng có con chim cả nhà họ thấy ha, con chim mà nhiều rất là nhiều người like ha, like xong qua đi rồi lại này kia nọ, rồi cuối cùng thì anh em lại thấy ngày hôm sau lại tiếp tục những con đó, một dù khi trong đó sau phiên like họ nói là họ chốt rồi. Đó là lý do mình xem mà phải quan sát xíu.
cái đó là cái dở của mấy anh đó đó, like xong rồi thế nào bán chốt rồi để khoảng chừng 3-4 bữa người ta like người ta tiếp bán khác. Nhưng mà sự nó thì mình em nhìn con chim nó nết là nên sẽ biết được con đó là vài bữa nó sẽ còn, tại con chim mỗi ngày mỗi lớn cả nhà đó, nó sẽ cứ lên từ từ giống như mấy con mình vậy ha. Đó sau lưng mình đó, giờ ở nhà nhìn thấy là chắc chắn ở nhà sẽ biết, nhưng mà đặc biệt cái mấy con chim này mình đã dòng từ tụi đó hết rồi, nên nhìn là nên sẽ biết ngay. Ok, nhắc sơ anh em như vậy, giờ mình sẽ vô chủ đề chính của mình, đó chính là trị con chim nó bị ha. Thì nói chung con chim không bị thì cũng để như vậy, anh em thích anh em làm không có tao cũng sao hết á. Thì thường không bị thì mình làm chi tránh cực đó. Ví dụ như con này thì cái nhà thấy cây cầu này không đó, thường á thì có rất là nhiều anh em thích á, đây mình chỉ cho, là treo cái cầu á, anh em để ngay chỗ này nè. Thường á thì cái khoảng không gian ở trong đây nó cao lắm, thì con chim của mình á, anh em trùm áo lồng hay là anh em hé cho e thì con chim sẽ rất là dễ phát sinh nước ha. Còn nếu mà đó như chỗ này mình thấy cái cây này ha, thường cái nhà thấy ha, nó sàn cầu nó sẽ nhảy từ bên đây qua bên đây thì nó ngước, nó cũng phải là ngó từ đây lên đây đúng không, và cái cây này là nó lợi hại chỗ đó đó ha. Như thế này nè, mình bỏ nếu mà cái lồng của mình á, anh em để cầu dưới đây thì anh em gắn đèn cái từ đây thêm cái nữa là mình sẽ ngang sẽ dọc ha, là mình hạn chế cái hướng nó ngoáy, chứ con chim này nó không ngoáy nước hết cả nhà ha. Mình nhét vô ý lại nó ha, nó nhảy qua đây ha, giờ mình nhét cái cây này vô thì con chim nó sẽ hạn chế bớt là cái việc mà nó nhảy qua bên kia, rồi nó khi mà nó thuận quá thì nó sẽ nhảy qua bên đây lại một lần nữa đó cả nhà ha. Nó phải lên cây cầu rồi sau núi qua bên cái nữa, như vậy thì con chim của mình nó sẽ không có bị hiện tượng phát sinh nữa. Nhưng mà cái này á anh em á là không nên là cọc cắt nha. Có nhiều người họ cọc cắt như vậy nè, nó không lắc được cái cầu, anh em cọc sao mà gịch cho lắc được cái cầu nè. Còn nếu mà anh em nào mà tiện hơn nữa, anh em có thể là dùng những cái ống nước á, cái ống mà ống mười nhỏ bằng cái đốt vậy nè, cái nhét thêm cái cây vô nữa, cái đó người ta gọi là cầu xây. Mà cái cầu đó thì nó cũng không tốt bằng cái cây này đâu, anh em cứ làm thử như thế này thì anh em làm được chịu khó thời gian nha. Có con 1 tháng, con 2 tháng, con 3 tháng, có con cả năm luôn á, không hết. Thường mình đặc biệt những con mà mới bắt avi ra mấy con nó dễ bị lắm, còn không thì nó ăn uống rồi này kia nọ, rồi lâu lâu quá trình á là ở môi trường của mình á nó không phù hợp với nó sẽ phát sinh lỗi rất là nhiều. Có lại một cách nữa là mình phải tùm áo lồng như thế nào cho hợp lý, chứ không phải là đụng cái là mình trị như vậy rồi cái mình bung áo lồng lên như vậy đó, bung chỗ hở chỗ trị chỗ này chỗ kia, nhưng không được nha cả nhà, phải tùm sao mà cho nó hợp lý cái áo lồng nữa. Giống như kiểu này ha, nó cao lên đó nó cản rồi đúng không, thì mình cứ tầm tiếp. Nhưng mà tối ngủ thì bắt buộc phải chùm kín thôi nha cả nhà, mình chùm như thế nào sao mà cho tên nóc này nè con chim nó không thấy đường nó ngó lên nữa thì lúc đó thì sẽ ok ha. Hoặc là chùm kiểu này cũng ok nè, đó như vậy là được ổn. Rồi mình có thể là mình ngắm dưới đây, tại vì nó dưới đây nó hết nhảy được rồi, nó phải nhảy ra cái câu này bình thường thôi đó. Thì mình cứ như vậy mình làm thì khoảng thời gian á thì sẽ phù hợp vào con chim nó lì hay không lì ha. Con nào mà nó lì quá thì nó nhảy suốt. Ok vậy ha, chắc thì đúng rồi, sẵn mình nói thêm hiện tại bây giờ mình thấy anh em á nên dùng cắm thổi đi, mình thấy nó rất là ok. Mình dùng bữa giờ luôn khoảng hơn tuần rồi á, mình thấy là chim vẫn căng vẫn hót bình thường. Anh em hỏi tốn tiền anh em đi mua cắm bao bì làm gì, anh em đi mua cắm tỏi và anh em xài, thì nhiều anh em nói chỗ anh em không có cắm tỏi á, mình cũng không biết sao luôn. Thì nói chung là mình thấy là nghĩ là mấy cái vựa mà bán cám cho gà thì là không lẽ không có ta. Nhiều anh em nói là chỗ mình không có thì anh em thử thôi, tại vì cám thì nó cũng phân bố rất là nhiều mà, cứ ra hỏi là cám tỏi mở ra nó khơm mùi tỏi lắm, mà mình nghe mùi tỏi nhiều nghe không được. Nó vừa giúp cho con chim mình nói chung là ở trong mùa mưa này thôi nha. Cám này thì dùng được trong cái mùa gọi là cái thời tiết như cái này nè, thì anh em cứ mua về dùng thôi, có 13.500 một ký à, mình cứ mua thoải mái mình dùng mình xài. Một ký này thay vì anh em mua 2 bịch cám bao bì, anh em mua được ký mấy này rồi. Cám bao bì bây giờ thì cũng có chỗ bán 13-14 ngàn đó, là anh em mua được cả ký luôn á. Ủa sao giống con rắn quá vậy? Ok, chắc mình cũng xin phép video đây ha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người clip sau ha. Thì chúc cả nhà mình thành công trong cái việc mà trị những con chim mình bị lỗi như vậy ha.